Sao Cbiz e mặt vì thua anti trên tòa, Cúc Tịnh Y hai lần thành trò cười cho công chúng, Triệu Lộ Tư khó thoát hình tượng kém duyên làm tổn thương Ngô Lỗi. Thông thường, đoàn đội của các ngôi sao Hoa ngữ có mối quan hệ mật thiết với các đoàn đội luật sư. Với ưu thế đó, họ dễ dàng chiến thắng trong các cuộc đối đầu với anti, lấy lại được hình tượng và uy tín. Thế nhưng, vẫn có không ít ngôi sao lại phải e mặt trên tòa vì thua anti, thậm chí còn thất bại đến tận hai lần nữa cơ. Và dĩ nhiên, điều đó đã ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của dàn sao này trong mắt công chúng xứ chung đó. Lý Thần. Năm 2020, Lý Thần đã khiến nhiều người chú ý khi thất bại trong một cuộc đối đầu với năm anti của mình. Theo dân tình chia sẻ, năm tài khoản mạng kia đã đăng bài liệt kê tất cả những chuyện xấu của tài tử Võ Mị Nương truyền kỳ, bao gồm việc anh hẹn hò và cầu hôn Phạm Băng Băng chỉ vì muốn ké phim của cô, Kibo tính toán với dàn tình cũ như Lý Tiểu Lộ hay Trương Hinh Dư. Năm người này còn chẳng ngần ngại mà gọi Lý Thần bằng biệt danh không được tốt như cha nam. Vì lẽ đó mà Lý Thần đã muốn nhờ các luật sư giúp mình lấy lại hình tượng, đưa năm anti kia lên tòa để yêu cầu xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần lẫn kinh tế. Ai mà ngờ được, chàng tài tử này lại thua đau mới lạ chứ. Phía tòa còn tuyên bố, những bài đăng này không có ác ý hay cố tình dựng chuyện. Điều này chẳng khác gì thừa nhận Lý Thần chính là cha nam trong truyền thuyết. Bảo sao Lý Thần cay cú đến mức tuyên bố không phục còn muốn kháng án nữa cơ. Mà căn cứ vào sự im ắng của phía anh, xem ra kết quả cũng chẳng hay ho lắm đâu. Cúc Tịnh Y. Nhắc đến Cúc Tịnh Y, đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay đến danh hiệu mỹ nhân 4.000 năm. Bởi bản thân cô có chấp niệm đặc biệt với danh hiệu này, nỗ lực làm mọi cách để luôn hoàn mỹ trước ống kính. Bởi thế mà khi có một blogger lấy tạo hình thảm đỏ của Cúc Tịnh Y để chỉnh sửa kiểu tóc và phân tích, dĩ nhiên người đẹp Hoa Nhung không thể chịu đựng được rồi. Thế là cô đâm đơn đòi blogger kia bồi thường 1,5 tỷ đồng cho mình. Ai mà ngờ, người ta cho rằng yêu cầu của Cúc Tịnh Y quá vô lý và bác bỏ toàn bộ yêu cầu của nữ diễn viên. Để chữa quê, Cúc Tịnh Y và đoàn đội quyết kháng cáo đến cùng để chứng minh mình không sai. Kết quả là mỹ nhân gia nam chuyện lại êm mặt lần thứ hai. Vì chuyện này mà cư dân mạng khuyên cô bớt cố chấp với hình tượng mỹ nhân hoàn mỹ. Còn Cúc Tịnh Y chỉ có thể che giấu sự xấu hổ bằng cách lờ luôn vụ kiện kia, đăng tạo hình tóc hồng mới để thay đổi sự chú ý của mọi người. Triệu Lộ Tư. Người gần đây nhất thất thế trước anti chính là Triệu Lộ Tư đó. Điều khá buồn cười là người bị kiện hé lộ mình còn chẳng biết đến việc này, thế nên đã vắng mặt trong phiên tòa tổ chức vào tháng 10. Dù chẳng làm gì thì anti này vẫn thắng kiện. Theo phía tòa tuyên bố, clip hậu trường của Triệu Lộ Tư không phải là sản phẩm bịa đặt hay hư cấu, không thể quy thành cố ý nói xấu. Tòa cũng khuyên Triệu Lộ Tư là người nổi tiếng thì phải sẵn sàng để đối mặt với sự khen chê của công chúng, không nên cố chấp với những lời phê bình. Dĩ nhiên, phía Triệu Lộ Tư chẳng thể hài lòng với kết quả rồi, kháng cáo cũng là lẽ hiển nhiên. Dẫu vậy, cư dân mạng lại rất thích thú với chuyện này. Bởi theo thông tin mà cư dân mạng xứ chung tìm hiểu được, clip hậu trường kia có liên quan đến ồn ào Triệu Lộ Tư bắn giáp kém văn minh với Ngô Lỗi khi quay cảnh cưỡi ngựa. Thông qua phán quyết của tòa, người ta càng tin rằng việc mỹ nhân tinh hán sán lạn hành xử kém duyên với đồng nghiệp là thật đó.